What's up bro, và chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Ok, thì lâu lắm rồi mới ra một cái video mới anh em ạ. Thì ở đây thì vào ngày mai thì bên Trung Quốc sẽ ra một cái sự kiện, đó là sự kiện lửa băng. Thì bên mình là sự kiện Food Market á. Thì ok, thì cái sự kiện này là như sự kiện derby á, shop derby á. Đó, bên Trung Quốc sẽ ra hai hình, đó là Rooney. Đó, Rony ra bên Trung Quốc anh em nhé. Thì xíu nữa mình sẽ cho anh em xem cái hình Rony. Thì sự kiện này á thì giống cái sự kiện bên Hàn Quốc á. Sự kiện này nó ra trước nhé, mà bên đây gọi là lửa băng. Ok, thì điểm qua sơ qua về cái sự kiện này bên Trung Quốc một tí anh em ạ. Đó, thì UR-130 thì hết sự kiện này sẽ đến sự kiện là TOTI. Đấy. Đó, cái sự kiện này thì ngày mai ra thì mình bên anh em Trung Quốc đó, thì mình sẽ tính cho anh em nhé. Ok, đó, nó theo cái chap của Pháp nè, Hà Lan, rồi nó úp tùm lum hết anh em ạ, úp nhiều lắm. Đấy, thì mai ra thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi nhé. Đó, thì phần thưởng đăng nhập ngày nó cũng có thể thay đổi luôn. Đó, nó thay đổi. Thì một UR-126 cộng. Đấy, quá trời luôn. Cái Season Pack này nữa, làm nhiệm vụ nữa, ngon quá anh em ạ. Rồi đá World Tour, thấy không? Và các phần thưởng nè. Đó, thì sự kiện này diễn ra trong vòng 48 ngày anh em nhé. Đây mình sẽ cho anh em xem cái trên đầu. Thì sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày mai là ngày 2 tháng 12 cho tới ngày 19 tháng 11, ngày 19 tháng 1 chứ, ngày 19 tháng 1 năm 2022 thì diễn ra vào 48 ngày. Thì hết sự kiện này sẽ tới sự kiện TOTI. Thì sự kiện TOTI thì sẽ lên một over nữa. Đâu ta? Nói đây, TOTI vào năm 2022 có thể bắt đầu bằng UR-131. Thì cái này bên Trung thôi nhé, bên Hàn thì chắc chắn sẽ là một UR lên một UR nữa, là chắc 116 ấy. Đó, thì tuần sau thì mình bên Hàn thì mình sẽ cập nhật cho anh em nhé. Ok, anh em thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube nhé. Anh em nào muốn nạp FV thì inbox cho mình nhé, mình lấy cái giá của Android anh em ạ, không có lấy thêm phí, lấy giá của Android thôi. Ok anh em nhé. Rồi, thì anh em thấy hay cho mình một like, một subscribe kênh YouTube nhé. Mình sẽ cập nhật hết tất cả cho anh em. Anh em nào muốn làm về video về cái gì, top cái cầu thủ gì á, cho anh em mới chơi á, thì anh em comment bên dưới nhé. Ok, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Peace.